Thưa quý vị, ngày 18 tháng 8 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự tức BC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi môi giới mại dâm. Các quy định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Trước đó, BC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây tổ chức hoạt động môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh, hot girl BC02 tạm giữ bị can Võ Thị Mỹ Hạnh để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Theo thông tin từ BC02, bị can Võ Thị Mỹ Hạnh từng là tiếp viên hàng không của một hãng lớn và đã nghỉ việc từ ngày 5 tháng 10 năm 2022. Bị can Võ Thị Mỹ Hạnh có quá trình làm việc lâu năm, thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không Việt Nam các hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng. Sau khi nghỉ việc, bị can Võ Thị Mỹ Hạnh tận dụng các nền tảng mạng xã hội có 300.000 lượt theo dõi để đánh bóng hình ảnh, chiêu dụ các cô gái trẻ, lười lao động, tham gia vào đường dây mại dâm do mình điều hành. Khi khách có nhu cầu, bị can Hạnh sẽ gửi ảnh các cô gái trong trang phục ngành hàng không và người đẹp một số cuộc thi cho họ chọn. Bị can Hạnh thu tiền trực tiếp qua chuyển khoản ngân hàng của khách mua dâm và chuyển trả cho gái bán dâm. Mỗi lần mua giới thành công, bị can Hạnh được hưởng 7 triệu đồng. Theo thông tin từ phòng cảnh sát hình sự tức BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc mua giới mại dâm, bị can Võ Thị Mỹ Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá từ 1.000 đến 3.000 đô la Mỹ. Đường dây mua bán dâm của bị can Hạnh hoạt động trên nhiều tỉnh thành như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, ước tính số tiền thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ đường dây mua giới mại dâm do bị can Võ Thị Mỹ Hạnh cầm đầu. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh niên cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube của Thanh niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.